Thời gian qua, Hồ Văn Cường là cái tên chiếm sóng trên mọi diễn đàn bởi ồn ào chưa từng có trong sự nghiệp. Từ vấn đề tiền nong đến động thái sau khi cố ca sĩ Phi Nhung tạ thế, đều tạo nên làn sóng bàn tán. Chưa biết sự thật thế nào, nhưng không ít netizen cho rằng Hồ Văn Cường là người vô ơn. Trước tình hình đó, Hồ Văn Cường chọn cách im lặng, thậm chí chưa từng lộ diện trong các nghi lễ cúng Phi Nhung. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giọng ca sinh năm 2003 đã để lộ tin tức tái xuất showbiz. Theo đó, vào dịp đầu năm mới, Hồ Văn Cường đã có show và bắt đầu đi diễn. Hình ảnh mới của nam ca sĩ cũng ngập tràn trên mạng xã hội. Công chúng có thể thấy Hồ Văn Cường tươi tắn, khỏe mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm mới trở lại làng giải trí. Nam ca sĩ cũng xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh cậu bé dân ca mộc mạc, giản dị trước đây. Thay vào đó, mỗi lần xuất hiện, Hồ Văn Cường đều diện áo vest chỉn chu, màu sắc trang nhã và hiện đại. Đây có lẽ cũng là định hướng hình ảnh mới mà nam ca sĩ và công ty quản lý muốn xây dựng cho anh. Khoảng một tháng trở lại đây, Hồ Văn Cường xuất hiện nhiều hơn hẳn. Anh liên tục tham gia những buổi livestream cùng danh ca Ngọc Sơn. Ngoài ra, nam ca sĩ còn cùng Ngọc Sơn ra Hà Nội tham quan nhà của doanh nhân Đức Thụy. Hồi cuối tháng 12 năm 2021, trong buổi livestream cùng danh ca Ngọc Sơn, mặc dù nam ca sĩ còn yếu, nhưng vẫn có thể hát liên tục 5 bài. Điều này cho thấy chất giọng và sức khỏe của Hồ Văn Cường vẫn có thể đáp ứng cho những show diễn sắp tới. Mới đây nhất, ngày 4 tháng 1 năm 2022, Hồ Văn Cường có show diễn đầu tiên mở đầu cho năm mới. Anh chàng được danh ca Ngọc Sơn đích thân đưa đón bằng xe sang, diện trang phục sành điệu và đứng trên sân khấu cùng anh ba. Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất trên Thanh Niên, danh ca Ngọc Sơn cũng tiết lộ rằng Hồ Văn Cường đang được anh và Bầu Thụy hỗ trợ hết mình. Theo chia sẻ của Ngọc Sơn, cát xê cho show diễn đầu năm mà Hồ Văn Cường vừa thực hiện có giá khoảng 200 triệu đồng. Ngọc Sơn khẳng định khi làm việc với anh, Hồ Văn Cường có mức cát xê riêng, có hợp đồng đàng hoàng, chứ không phải đính kèm với nam danh ca trong các chương trình biểu diễn. Ngọc Sơn thẳng thắn cho biết anh và Bầu Thụy giúp đỡ Hồ Văn Cường bằng cách tạo ra những show diễn cho nam ca sĩ trẻ. Giúp đỡ Cường bằng cách tạo ra những show diễn cho Cường hát, không phải mang theo, kèm theo khi Sơn đi hát, mà các show diễn của Cường có tên riêng, có sự trân trọng, hát nhiều bài. Nói thẳng cho mọi người an tâm, vừa rồi đi hát bên chương trình kia đó, thay vì tặng Cường tiền để xây nhà, xây cửa thì ồn ào lắm. Chúng tôi tạo điều kiện để Cường được hát, được đứng trên đôi chân của mình. Chương trình vừa rồi khoảng 200 triệu đồng, ký hợp đồng đàng hoàng. Không chỉ vậy, danh ca Ngọc Sơn cũng khẳng định tình hình hiện tại của Hồ Văn Cường rất ổn. Anh khẳng định sẽ giúp Hồ Văn Cường sống trên đôi chân của mình. Nam danh ca cũng mong khán giả rộng lượng bỏ qua những thiếu sót, hiểu lầm mà Hồ Văn Cường đã gây ra. Ngọc Sơn thấy em Cường là con nhà bình dân, Ngọc Sơn thương lắm. Thôi cháu nó còn trẻ, non dại, đôi khi có lời nói, cách sống gì đó khiến người ta hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm thôi, chứ với Ngọc Sơn, Cường là một cậu bé ngoan ngoãn, dễ bảo, dễ dạy và đóng góp được nhiều cho xã hội. Các bạn nghĩ sao về mức cát xê mà Hồ Văn Cường nhận được? Sau khi rời khỏi công ty quản lý cũ, hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.